Xin kính chào quý thầy cô, dưới đây là bản giáo án môn ngữ văn lớp 6 cả năm, bộ sách Chân trời sáng tạo. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy, giáo án cho bài 1 lắng nghe lịch sử nước mình, văn bản 1 Thánh gióng sẽ có những phần như sau. Chúng ta hãy cùng xem thêm một văn bản nữa của bài 3 về đẹp quê hương. Văn bản 1, những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương. Thank you.
sang kỳ 2 chúng ta hãy cùng điểm qua một số bài. Trong cái bài 6 điểm tựa tinh thần thì ta hãy cùng xem văn bản 1 gió lạnh đầu mùa. Ta cùng xem thêm một bài bất kỳ nữa trong kỳ 2 môn văn bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta cùng xem bài 10 văn bản 1 lễ cúng thần lúa của người Chơ-rơ. Thì tương tự như ba bài vừa rồi, bài 10 mẹ thiên nhiên, văn bản 1 lễ cúng thần lúa của người Chơ-rơ thì cũng sẽ có những cái phần như sau. Trên đây là giáo án cả năm của môn văn lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đưa ra một số bài để thầy cô cùng tham khảo. Và tất cả những cái bài còn lại trong chương trình môn ngữ văn lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo đều được soạn chi tiết và đầy đủ. Giáo án khi tải về là giáo án bản vuốt. Quý thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo cái chương trình dạy của địa phương mình. Và để biên soạn được giáo án này thì nhóm giáo viên cũng mất khá là nhiều thời gian và công sức. Do vậy, giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin ở dưới đây.